Giờ ngọ canh tư, cẩn thận củi lửa. 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 Phu Dương, Phu Dương. Vụ án Bạch Khương. Khoảng tầm đêm canh tư, thê thiếp của Phú Vương Điện Hạ đột nhiên cảm thấy Điện Hạ có điều bất thường, sự việc rất quan trọng, bất đắc dĩ nửa đêm làm phiền tới đại nhân diện phán, mong đại nhân diện phán thứ lỗi. Thái phi nương nương có ơn đức với khu gia chúng ta, ta lại là một thân y thuật, cũng mong cứu được Phú Vương an toàn. Trong kinh thành này ai cũng biết khu đại nhân xuất thân thế gia, tổ tiên năm đời hành nghề y, y thuật của ngài Thái phi nương nương đương nhiên rất tin cậy. Mời. Thái y viện khu Trọng Nho bái kiến Phú Vương Điện Hạ. Phú Vương Điện Hạ đã qua đời rồi. Phú Vương Điện Hạ. Phú Vương Điện Hạ. Diện phán đại nhân, Phú Vương Điện Hạ từ khi mắc bệnh, ngài chính là người bắt mạch, kê đơn và điều trị. Như thế này, tại sao đột ngột qua đời vậy chứ? Trọng Nho hổ thẹn với Phú Vương Điện Hạ, hổ thẹn với Thái phi nương nương. Phú Vương Điện Hạ, lúc đầu Phú Vương Điện Hạ chỉ là bị tiêu chảy, miệng nôn chôn tháo thôi mà. Diện phán đại nhân kê thuốc, tưởng chừng như khỏi bệnh rồi. Sau đó hoàng thượng băng hà, Phú Vương Điện Hạ tưởng niệm tình thủ túc, âu sầu quá mức dẫn tới tinh thần bất an, tất cả là vì làm theo phương thuốc của ngài. Khu mổ vô dụng, y thuật không tốt, hổ thẹn với tổ tiên. Diện phán đại nhân, hôm nay e rằng ngài không thoát khỏi Phú Vương phủ rồi. Tại sao lại như thế? Người đâu, bắt lại. Sao lại như vậy? Thả ra. Làm gì vậy? Thả ta ra. Hỗn xược. Châu Thụy Sinh, ta đường đường là diện phán tứ phẩm, ngươi có quyền gì mà dám bắt ta?
Đây chính là ý chỉ của Thái Phi nương nương. Mong diện phán đại nhân bớt cơn giận. Ngươi dẫn đi. Ngươi, khu mổ bị quan. Thả ta ra. Khu mổ bị quan. Phú vương điện hạ, ngài không thể cứ thế mà đi, rồi bỏ nô tài mà đi như vậy được chứ? Phú vương điện hạ. Dương gia, cô đơn lạnh lẽo dưới suối vàng, đường Hoàng Tuyền, chậm chậm đi, cũng phải có người làm bạn chứ. Đại quản gia tha mạng. Đại quản gia, đại quản gia, đại quản gia, người đâu? Cho ba tấm lụa trắng. Đại quản gia tha mạng. Đại quản gia, đại quản gia, đại quản gia. Rất tốt. Hôm nay ta thủ hạ lưu tình, nhưng các ngươi ba chiêu. Phi tuyết đại nhân, người như vậy mà thủ hạ lưu tình sao? Lúc bao dây tấn công, không được lo đấu một mình, phải chú ý hỗ trợ lẫn nhau. Nếu ngươi chiêu thứ hai không dùng lực, mà nhìn không gian cho đồng đội sử dụng đao ngắn, có lẽ được thêm vài chiêu nữa. Nếu đây là trận đánh thật, thì ngươi không thể giữ nổi cánh tay rồi. Thuộc hạ hiểu rồi. Đa tạ phi tuyết đại nhân chỉ giáo. Đa tạ phi tuyết đại nhân chỉ giáo. Báo. Đại nhân, đêm qua phú vương điện hạ đã qua đời rồi. Đại nhân, hoàng thượng băng hà chưa được mấy ngày, sao phú vương điện hạ cũng đi luôn là sao? Hoàng thượng không còn người kế nhiệm, bây giờ trước mắt lập ai làm hoàng đế mới cũng không thể nào không khai chiến rồi. Phú vương năm đó là quý tử mà tiên đế yêu thương nhất, đang tới phú vương còn quá trẻ, hơn nữa mẫu phi quyền lực quá yếu, không thể thắng được trương hoàng hậu, cho nên lập hoàng thượng làm thái tử. Trước mắt không ít mệnh quan triều đình muốn phú vương kế vị. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, phú vương đi như vậy, huyết mạch tiên đế không có người kế vị mất rồi. Nói như vậy, phú vương qua đời có gì đó rất kỳ lạ. Đi tới nhà môn Tam Tư.
Không biết hai vị đại nhân tới Phú Vương phủ có chuyện gì? Đại quản gia, Lục Phiến Môn có lệnh điều tra nguyên nhân cái chết của Phú Vương. Phú Vương điện hạ đã vào quan rồi, các ngài kiểm tra như thế nào? Mở quan khám nghiệm tử thi. Phóng xược, ai dám làm bậy trong Phú Dương phủ? Thái phi nương nương trách tội. Lục Phiến Môn các người làm sao chịu trách nhiệm đây? Vẫn mong đại quản gia tạo điều kiện. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Lệnh của ai? Ai cho các người lộng hành như vậy chứ? Dám động vào quan tài của Phú Dương điện hạ để khám nghiệm tử thi. Nào, đứng dậy, đứng dậy. Mau, mau chóng bảo vệ quan tài của Phú Vương điện hạ. Có chết chúng ta cũng phải bảo vệ quan tài của điện hạ an toàn. Không được để người ngoài nói chúng ta Phú Dương phủ vô chủ, vô năng. Đừng lo, vẫn còn Thái phi nương nương làm chủ cho chúng ta. Lục Phiến Môn các người muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi, trừ phi giết sạch người trong Phú Dương phủ chúng ta. Ta xem ai dám động vào quan tài. Dân Phú Vương điện hạ, Phú Vương điện hạ, Phú Vương điện hạ, hãy để lão nô đi cùng ngài đi. Phú Vương điện hạ, tôi không muốn nhìn thấy ngài phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Trịnh công công tới. Trịnh công công nhất định sẽ thay Thái phi nương nương làm chủ cho chúng ta. Truyền ý chỉ của Thái phi nương nương cho phép Mai Thắng Tuyết và Lăng Nhược Hàn mở quan tài khám nghiệm tử thi, tìm ra nguyên nhân cái chết của Phú Vương điện hạ. Trịnh công công vất vả rồi. Lục Phiến Môn xin ghi nhớ trong tim, lão nô chỉ là người truyền tin, vẫn mong Phi Tuyết đại nhân, Lăng công tử thông cảm sâu sắc cho nỗi đau mất con của Thái phi nương nương. Mong hai vị sớm điều tra ra sự thật. Xin Thái phi nương nương yên tâm. Được rồi, mau đi. Mau lên. Cha. 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 Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi, con, sao con tới được đây? Cha yên tâm, thủ phụ đại nhân đã mời Lục Phiến Môn tới Phú Dương phủ khám nghiệm tử thi rồi. Rất nhanh thôi cha sẽ được minh bạch. Thủ phụ đại nhân, Phú Dương phủ sau khi xảy ra chuyện, Hàn Nhi đã cầu cứu Thái phi nương nương. Thái phi nương nương không tiện hành động, nên yêu cầu thủ phủ đại nhân ra mặt. Nói như vậy, Thái phi nương nương tin ta. Ta vô năng, không thể cứu sống Phú Dương điện hạ. Ngược lại, cha, người kê đơn cho Phú Dương điện hạ uống đều là đúng bệnh. Cha, người có chuyện gì muốn nói với con không? Hết giờ rồi, mau đi đi. Cha, người cứ yên tâm, nhất định con sẽ giải quan cho người. Phong Nhi, con phải cẩn thận, nhất định phải bảo vệ bản thân. Làm chuyện phải cẩn thận. Viện phán thái y Khu Trọng Nho hầu như ngày nào cũng tới Phú Dương phủ bắt mạch. Nếu Phú Dương thật sự chết vì bị trúng độc, vậy Khu Trọng Nho không thể nào thoát khỏi trách nhiệm. Không có máu chảy ra từ bể lỗ, nên có thể loại trừ bị hạ độc.
đem tất cả thực phẩm Phú Dương phủ dùng khi còn sống và thuốc thang, dụng cụ tất cả mang tới nha môn Tam Tư để xem xét, không được kháng lệnh. Dân, xin hỏi hai vị đại nhân đã điều tra ra kết quả gì thế? Đại quản gia yên tâm, Lục Phú Môn nhất định sẽ cho Phú Dương điện hạ và Thái Phi nương nương một công đạo. Bắt hắn mang đi. Tại sao bắt tôi? Các người tại sao bắt tôi? Thả ta ra, thả ta ra. Tại sao bắt ta? Không được bắt ta. Các người tại sao bắt ta? Tại sao bắt ta chứ? Là chuyện gì vậy chứ? Phú Dương vừa mới qua đời, Lục Phú Môn nghĩ vào cái gì? Chỉ là bọn chó gác cổng. Các người chỉ là đám cẩu nô tài mắc chó coi thường người khác. Thả ta ra. Đám nô tài. Gào cái gì mà gào? Trói lại. Đừng đừng đừng, thả ta ra. Các người làm cái gì vậy? Làm gì? Qua điều tra phát hiện gì không? Có. Mặc dù không có máu rỉ ra từ tay và mũi của Phú Dương, không có đốm đen trên da, nhưng lưỡi hơi biến sắc. Điều này cho thấy Phú Dương trước khi chết nhất định đã sử dụng chất độc một thời gian dài. Các dụng cụ thực phẩm Phú Dương dùng trước khi chết không có gì bất thường, không có dấu vết của việc dùng độc. Người hạ độc tâm tư cẩn thận, chắc chắn không trên những đồ vật có thể điều tra này để lại manh mối. Vậy chắc người này phải là người thân cận với Phú Dương, bằng không không thể nào dùng độc một cách chặt chẽ như vậy. Nếu đó không phải người bên cạnh, Phú Dương điện hạ cũng không dễ dàng bị hại. Nhưng Phú Dương chưa phong cả Dương Phi, bên cạnh chỉ có một vài cung tần. Trương Thị luôn bên cạnh chăm sóc. Sau khi Phú Dương điện hạ qua đời cũng treo cổ tự sát rồi. Phú Vương luôn nằm trên giường bệnh, phương thuốc đều do thái y viện Phu Trọng Nho kê đơn. Đêm Phú Vương qua đời, Vương phủ đại quản gia Châu Thụy Sinh đã lệnh cho lính tống Phu Trọng Nho vào ngục. Lẽ nào do phương thuốc của Phu Trọng Nho có vấn đề sao? Đây chính là phương thuốc. Phương thuốc này ta đã xem qua, đây là đơn thuốc đúng bệnh. Bệnh tiêu chảy của Phú Dương rất nghiêm trọng, Phu Trọng Nho dùng thuốc rất cẩn thận, điều trị được bệnh, vừa không hại tới người. Quả không hổ là gia thế nhiều đời. Châu Thụy Sinh bắt Phu Trọng Nho nhất định có một cách khác. Hắn ta bây giờ đang ở đâu? Đã được tới nha môn Tam Tư rồi, đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn. Làm rất tốt. Đi gặp vị quản gia này nào. Dân, hai vị đại nhân, đem về thẩm vấn thôi mà, tại sao lại trói người ta? Đại nhân không biết đâu, từ lúc bước vào đây miệng không ngừng chửi bới, từ ngữ càng xúc phạm Lục Phiến Môn chúng ta, rất khó nghe. Thuộc hạ không chịu được nên đã trói hắn lại. Người đâu? Có. Gọi trói cho Châu đại quản gia. Cẩu nô tài, có giỏi đừng thả ta ra. Cẩu nô tài, bắt nạt người Phú Dương phủ ta sao? Dám làm nhục ta. Ngày mai nhất định Thái Phi nương nương sẽ xử đẹp các ngươi. Để đại quản gia chịu khổ rồi. Có chút chuyện xin đại quản gia vui lòng nói cho chúng tôi biết sự thật. Mang trà cho đại quản gia. Dân, đại quản gia, mời.
Bồ Đề Am. Đại quản gia, mời dùng trà. Xin hỏi đại quản gia, vì sao ra lệnh bắt giữ Khu Trọng Nho? Khu Trọng Nho y thuật không tốt, ngông nghênh là viện phán thái y viện, không những không chữa khỏi cho Phú Dương, ngược lại còn làm cho Dương gia mất mạng. Ở đây bắt hắn ta lại rồi. Vậy xin hỏi đại quản gia, Khu viện phán có lý do gì để sát hại Phú Dương? Các người đi hỏi Khu Trọng Nho chứ, sao lại hỏi ta chứ? Châu Thị Sinh, qua điều tra, Phú Dương chết vì ngộ độc mãn tính. Tốt nhất ngươi nên nói tất cả những gì ngươi biết ra. Quyết định cho Khu Trọng Nho làm ra hạ độc vào thuốc của Phú Dương. Ta đã xem phương thuốc của Khu Trọng Nho kê rồi, về phương thuốc không có vấn đề gì. Phương thuốc phải tới thái y viện điều tra hồ sơ. Cái này ai cũng có thể điều tra ra được. Làm sao Khu Trọng Nho để trong đơn thuốc cơ chứ, để cho các người nắm được manh mối. Đại quản gia uống trà đi. Chỉ cần nói mọi chuyện rõ ràng, phương thuốc không có manh mối, vậy cái gì có manh mối? Phi Tuyết Đại Nhân của Lục Phiến Môn trong truyền thuyết, năng lực điều tra chẳng qua chỉ có thế. Xem ra cần để đại quản gia ở Lục Phiến Môn lâu hơn để thưởng thức rồi. Vị này không thành thực, đóng lại trước đã. Giết chết nhuệ khí của anh ta. Người đâu? Có. Các người làm gì thế? Bắt ta sao? Các người đang thẩm vấn Khu Trọng Nho về thuốc của ông ta. Đúng rồi, thuốc có vấn đề. Nhất định là thuốc có vấn đề. Điều tra thuốc ấy là thuốc có vấn đề. Các người nên điều tra thuốc ấy. Đi điều tra thuốc. Đi điều tra thuốc. Thuốc có vấn đề. Đi điều tra thuốc. Pháp sự siêu độ đã xong. Phú Vương Điện Hạ đã thăng thiên tới Tây Phương Cực Lạc. Xin nương nương bớt đau buồn. Sư phụ vất vả rồi. A Di Đà Phật. Cuốn sách kinh này mong công công chuyển lại cho Thái Phi nương nương. Thái Phi nương nương niệm mỗi sáng và tối, nhất định có thể gột rửa tâm hồn, rất hữu ích. Đa tạ Thái Sư. Lục Phiến Môn, Mai Thắng Tuyết, bái kiến viện phán đại nhân. Cô chính là Phi Tuyết Đại Nhân Lục Phiến Môn trong truyền thuyết sao? Đúng là tôi. Phu mẫu thật không hạnh. Đại nhân không cần đa lễ. Đêm hôm tới là muốn đại nhân cho hay mọi chuyện đã xảy ra. Phu mẫu không thể nào sát hại Phú Vương Điện Hạ, vẫn mong Phi Tuyết Đại Nhân điều tra minh bạch. Đơn thuốc viện phán đại nhân kê cho Phú Vương Điện Hạ không sai. Đồ dùng mà Phú Dương dùng đang mỗi ngày cũng không có gì bất thường. Đại nhân bắt mạch cho Phú Dương mỗi ngày, xin đại nhân nhớ lại kỹ.
xem có gì bất thường không. Ngoài ra, ngoài việc uống thuốc và uống của Phú Dương, còn có vật nào khác hay đưa vào miệng hay không? Phú Dương ốm yếu từ nhỏ, chính vì thế Thái Phi nương nương mới xin tiên đế để Phú Dương ở trong kinh khám bệnh và chỉ định lão phu chẩn đoán. Mạch tượng của Phú Dương luôn không ổn định, khi tiêu chảy dữ dội thì càng yếu hơn, gan dương không đủ. Ngoài thức ăn và thuốc hàng ngày, mỗi buổi sáng đều có thói quen dùng thêm gừng trắng ngâm giấm. Nhưng khi chúng tôi tìm kiếm lại không phát hiện ra gừng trắng ngâm giấm. Lẽ nào không có máu chảy ra từ bể lỗ, có thể loại trừ việc bị hạ độc? Vấn đề xảy ra với gừng trắng. Gừng trắng là cống phẩm trong cung, vua của các loại gừng, còn được gọi là cỏ hoàng hồn. Cho dù là có ăn vào hay làm thuốc, cũng đều là thuốc tốt. Đại nhân, tôi nói trong đơn thuốc của ngài cũng có một vị gừng trắng, có phải giống gừng trắng Đồng Lăng không? Chính là nó. Mỗi buổi sáng Phú Vương đều uống gừng trắng khi bụng đói, thêm gừng trắng vào thuốc sắc. Nếu có ai đó giở trò gì đó với gừng trắng, vậy độc tố đó nhất định sẽ càng ăn càng sâu. Lão Phu đã nghĩ kỹ chuyện đó rồi. Trước mắt là cuộc chiến tranh ngai vàng, Phú Vương là người kế vị có khả năng nhất. Lại tại thời điểm này mà qua đời, Lão Phu bị người ta tính như một quân cờ rồi. Phương thuốc thì phải tới Thái Y Viện mà điều tra. Ai cũng có thể điều tra. Các người nên đi hỏi Khu Trọng Nho đi chứ. Là ông ta dùng thuốc. Đúng, thuốc có vấn đề. Nhất định là thuốc có vấn đề. Đi điều tra thuốc. Thuốc có vấn đề. Các người kiểm tra thuốc đi. Nước không thể một ngày không vua, ngai vàng để không, giang sơn vô lợi, tổn thất đối với xã tắc. Đại Minh ta bị kẻ địch mạnh nhăm nhe, lòng dân bất định. Vua của một nước nên lập tức được chọn ra. Hiện giờ nội các có ứng cử viên. Phú Vương đột ngột qua đời, không còn ai khác trong huyết mạch của tiên đế. Bây giờ trong nội các đã có người bầu cung dương. Cung dương? Cung Dương là cháu của tiên đế, phong tước ở Đồng Lăng, nắm quân lực rộng khắp Đông Đô Phủ. Cái chết của Phú Dương, Lục Phiến Môn điều tra tới đâu rồi? Phú Dương chết do bị trúng độc thời gian dài. Thủ phủ đại nhân, nhìn vào tình cảnh này, hạ quan sẽ cử người tới Đồng Lăng một chuyến. Thank you.
Gừng trắng đồng năng là cống phẩm trong cung, là vua của các loại gừng. Tôi nhớ trong phương thuốc của ngài cũng có một vị gừng trắng, có phải giống gừng trắng đồng năng không? Châu Thủy Sinh, mũi tên đâm qua xương giữa chân mày, trên mũi tên có độc, chết rất nhanh. Cung Dương động thủ nhanh thật. Cung Dương đóng đô ở Đồng Lăng nhiều thế hệ, thế lực hùng hậu, bối cảnh phức tạp. Lần này hai người chỉ có thể âm thầm, nhất định càng phải cẩn thận, đừng hành động hấp tấp. Dân. Đừng cử động. Phía trước còn bao nhiêu người? Ai chỉ huy? Là Cung Dương. Chất độc ở dưới lưỡi. Xem ra vị Cung Dương điện hạ này, vị khách này không phải người tốt. Ta và huynh mới là khách.
Hai vị đại nhân, mời vào trong. Hai vị đại nhân, đường xa vất vả, cho hai phòng. Đại nhân, hôm nay quán chúng tôi các phòng tầng trên đã đầy hết rồi. Mong hai vị đại nhân chịu khó ở tầng dưới được không? Ai mà chiếm hết phòng thế? Là sứ giả vận chuyển cống phẩm từ Đồng Lăng. Gừng trắng Đồng Lăng. Hai vị đại nhân cũng biết gừng trắng Đồng Lăng của chúng tôi sao? Đây là bảo vật của Đồng Lăng chúng tôi đó. Mà là có công sức của Cung Dương Điện Hạ, làm cho nông dân trồng gừng năm nào cũng bội thu, tiệm thuốc mỗi năm kiếm được rất nhiều tiền. Cung Dương Điện Hạ cũng quản chuyện này sao? Đúng thế, Cung Dương Điện Hạ rất được lòng dân chúng. Chỉ cần nó tốt cho người dân, Cung Dương Điện Hạ sẽ làm hết sức mình. Danh tiếng tốt đẹp của Cung Dương chúng tôi ở Kinh Thành cũng đã nghe qua. Hôm nay được nghe vị đại ca này nói, quả nhiên là một vị hiền lương. Còn không phải sao, miễn là các ngã khu vực Đồng Lăng chúng tôi nghe tới Cung Dương Điện Hạ, ai cũng đều giơ ngón tay cái thế này. Cống phẩm bây giờ đang ở chỗ nào? Phàm là vật phẩm vào nhà trọ qua đêm đều được để ở kho hàng mật nhất. Hai vị, mời. Hai vị, mời. Hai vị đại nhân, mời qua bên này. Hai vị nhất định phải xem qua gừng trắng Đồng Lăng của chúng tôi. Đợi hai vị tới được huyện thành ngày mai, tất cả tiệm thuốc đều có thể mua được. Nhưng để nói tốt nhất, phải nhắc tới Từ Bảo Trai. Từ Bảo Trai như nhà cung cấp cống phẩm, đó là hàng đầu của Đồng Lăng chúng tôi. Hai vị đại nhân, mời bên này. Hai vị đại nhân, cẩn thận bậc thang. Nói tới Từ Bảo Trai, nghe nói đó là sản nghiệp của Cung Dương Điện Hạ. Mời. Ta đi cho ngựa ăn đây.
dân tị nạn ở Trì Châu ngày càng nhiều. Hết cách rồi, Trì Châu lũ lụt liên miên, dân tình không thu hoạch được gì, đành phải ra ngoài đào hoang. Quan mời. Hai vị lạ mặt, lần đầu tới từ Bảo Trai đúng không? Xin hỏi hai vị tới cắt thuốc hay là khám bệnh? Cắt thuốc thì như nào? Khám bệnh thì gặp ai? Cắt thuốc thì tôi có thể, nhưng phải có đơn thuốc. Tôi phải cho chủ nhân nhà tôi xem nó trước đã, tránh sai sót và gây hại cho bệnh nhân. Khám bệnh phải mời chủ nhân nhà tôi ra. Người còn trẻ tuổi, nói chuyện làm việc khá là trật tự. Chủ nhân nhà tôi nói, người hành y làm việc phải ổn định, nói năng phải chính xác. Ông chủ của nhà ngươi có vẻ thật sự là người có tâm. Đúng thế. Chúng tôi muốn cắt một ít gừng trắng để làm thuốc. Vậy hai vị tới đúng nơi rồi. Để mà nói gừng trắng ở Đồng Lăng, chuẩn nhất là Tứ Bảo Trai chúng tôi, chất lượng tốt nhất. Làm sao để thấy? Hai vị tới từ ngoại thành đúng không? Ở Đồng Lăng này không ai không biết Tứ Bảo Trai chúng tôi là nhà cung cấp cống phẩm gừng trắng tốt nhất Đồng Lăng, đều từ Tứ Bảo Trai chúng tôi. Chàng trai, trăm hay không bằng mắt thấy, lấy ra xem. Được. Hai vị đừng lo. Sư phụ, nếu ở Đồng Lăng có thể tìm được gừng trắng chất lượng hơn Tứ Bảo Trai chúng tôi, lục hạt ông tôi sẽ đền lại gấp đôi. Vị này chính là chủ nhân của chúng tôi. Cung Dương Điện Hạ ở Đồng Thành ban nhiều ân đức, lập một nhà kho cháo để cứu trợ người dân Trì Châu. Người mà hoàn thành đơn hàng này rồi đem mấy hũ gừng trắng mới làm đưa qua đó. Dân, xin hỏi hai vị muốn bao nhiêu gừng trắng? 5 lạng. Được. Mọi người đừng chen lấn, mỗi người một bát. Chậm thôi, ai cũng có phần. Nào nào, đằng sau lên đi. Nào, đừng vội, ai cũng có phần. Nào, người tiếp theo. Chậm thôi, ai cũng có phần. Nào, chậm thôi, không cần vội. Đây, cảm ơn. Không cần vội, ai cũng có phần. Gừng ngon. Người tiếp theo. Đây khách quan, 5 lạng gừng trắng, mời cầm lấy. Đa tạ. Khách quan thông thả. Gần đây Hùng Hoàng này bán chạy hơn cả gừng trắng. Đúng thế, Tết Đoan Ngọ năm ngoái còn không bán chạy như vậy. Đúng thế, không biết năm nay sẽ ra chuyện gì nữa.
Mẻ gừng trắng này không có vấn đề, hoàn toàn hợp lý với những gì người dân nói. Gừng trắng của Từ Bảo Trai chất lượng là tốt nhất. Người hạ độc này làm thế nào để lợi dụng gừng trắng hạ độc đây? Gừng trắng có cái gì tương khắc không? Gừng trắng có tác dụng trị dạ dày, tiêu chảy, thuận khí giải cảm, làm tốt mồ hôi hạ sốt. Để nói tương khắc, phải chăng là thứ gì đó nóng, ăn cùng cũng không tới nỗi chết người. Hiện giờ chỉ có theo dõi sát sao Từ Bảo Trai mà thôi. Tiểu Tứ à, sư phụ, ngươi dẫn mấy người dọn dẹp sân sau của Từ Bảo Trai đi, để làm nơi ở tạm cho các di dân ở Trì Châu. Phụ nữ, trẻ em, người già, người ốm được ưu tiên. Mỗi người nên có quần áo, thức ăn và người chăm sóc, không được coi nhẹ. Dân Tiểu Ngũ, chúng ta đi dọn dẹp sân sau. Đi mau. Đa tạ. Ngồi đi đi. Cảm ơn. Chuyện gì vậy? Đi xem, mau đi xem. Có chuyện gì vậy? Đúng thế, có chuyện gì thế? Vừa uống một giây trước đây phải không? Đúng thế. Sao rồi? Mau xem. Không sao chứ? Ông lão chắc là đói quá, sau khi ăn quá nhanh chắc bị khó chịu ở bụng. Mau đưa tới Từ Bảo Trai chúng tôi. Không xu dính túi, không có tiền mua thuốc. Ông lão, ông chủ Từ Bảo Trai chúng tôi đã chuẩn bị một chỗ ở sân sau, mời người dân Trì Châu tới tạm thời lánh nạn, không tính một xu. Nào, giúp một tay đi. Vậy cùng tôi nào. Nào, cùng tôi tới Từ Bảo Trai. Nào, chậm thôi. Đi cùng tôi. Đại gia, ông sao vậy? Đại gia, ông sao vậy? Đại gia, ông sao vậy? Mã đại gia, ông sao vậy? Mã đại gia, ông sao vậy? Đại gia, tỉnh lại đi. Mã đại gia, ông sao vậy? Đại gia, ông tỉnh lại đi.
Các người là ai? Mày dám cản đường bọn ta? Lục Phiến Ngôn được lệnh điều tra. Chúng tôi là người vận chuyển gừng trắng từ Đồng Lăng, không có người phạm pháp. Xin hỏi đây là gì? Đại nhân, tiểu nhân không biết. Tiểu nhân không biết. Tất cả người và xe đưa đến nhà môn tam tự cho ta, đợi lệnh xét xử. Dân, người tiếp theo. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Ai cũng có phần. Xảy ra chuyện gì vậy? Mau dậy đi. Tránh ra. Mới vài phút trước. Đúng vậy. Cái quỷ quái gì xảy ra vậy chứ? Không biết nữa, bệnh truyền nhiễm chăng? Vừa rồi vẫn khỏe mà. Nào, đỡ dậy. Tự bảo ra đúng là con quỷ đội lốt người mà, hại chúng ta bằng gừng độc. Còn tưởng rằng tôi gặp được Phật sống cơ chứ, không ngờ lại là con quỷ sống. Đúng vậy, nhìn họ chết thảm mức nào chứ. Chúng ta đi đập Từ Bảo Trai đi, để đòi mạng cho họ. Đi, 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 đập bọn họ, đập bọn họ, giết người đền mạng. Nhanh tới Từ Bảo Trai. Nhanh, tới Từ Bảo Trai. Tạo nghiệp, trời đánh tên tội đồ nhà ngươi, kẻ giết người. Giết người đền mạng. Tạo nghiệp, kẻ giết người. Chết tiệt. Tội đồ. Tránh ra một chút. Xin hỏi vị đại nương này, xảy ra chuyện gì rồi? Từ Bảo Trai trời đánh này, mượn cớ giúp đỡ các nạn dân, bí mật hạ độc trong gừng trắng, đã giết chết mấy người dân Trì Châu chúng tôi rồi. Bà lão, sao bà biết được? Có bằng chứng nào cho thấy gừng trắng có độc không? Là một lang trung trong kinh thành chẩn đoán vậy. Nói nguyên do cái chết của Phú Vương ở trong kinh thành cũng là do gừng độc này mà ra. Người lang trung này trông thế nào? Bây giờ đang ở đâu? Là một thư sinh trẻ tuổi. Hiện giờ cậu ta đang giải độc cho người dân ở dưới tường thành. Đi. Tội đồ, giết người, đền mạng đi. Từ Bảo Trai chết tiệt. Xin hỏi, có thấy một vị lang trung tới từ kinh thành không? Không thấy. Lang trung đi lấy thuốc rồi. Nhiều người bị ngộ độc như vậy, một lúc thuốc không đủ. Sao rồi? Có vẻ như là độc thạch tính. Chính là độc thạch tính. Chính như cô công tử này cứu mạng mọi người. Các hạ là con trai của Khu Trọng Nho đại nhân sao? Tại hạ Khu Tử Phong. Khu công tử,
qua bên này rồi nói. Hoàng thượng không có con. Theo tổ tiên quy định, nên do em trai của hoàng đế là Phú Vương kế vị. Nhưng trước mắt Phú Vương cũng qua đời rồi, không còn ai khác trong huyết mạch của tiên đế nữa, chỉ có thể lựa chọn tốt nhất từ các hoàng thất. Vậy đó chính là cung dương của Đồng Lăng. Cung dương là đường huynh của hoàng thượng, lão cung dương là em trai cùng mẹ của tiên đế. Về quan hệ huyết thống, không nghi ngờ gì nữa là cung dương. Hứa các lão có biết cung dương ở Đồng Lăng giết người bằng rừng độc, với lại không thoát khỏi liên quan tới cái chết của Phú Vương. Tại sao lại tiến cử cung dương vào lúc này chứ? Vụ án của Phú Vương, Lục Phiến Môn vẫn chưa đưa ra quyết định. Tiêu các lão ngậm máu phun người, cái gì chứ? Ông muốn sao? Ông muốn cái gì? Từ các lão, Tiêu các lão bất giận. Cung dương quả nhiên đáng nghi, nhưng thân dương nhà khác vẫn có người tài đức. Chúng ta nên thảo luận thêm. Được, vậy thì tôi đề cử Ninh Dương. Mặc dù Ninh Dương không cùng huyết thống như cung dương, nhưng sẽ là một vị vua hiền triết, thừa kế đại thống, không có ai khác. Tiêu các lão đề cử Ninh Dương. Từ các lão đề cử cung dương. Vậy Dương các lão có ý kiến gì không? Tôi nghe mọi người vậy. Nghe mọi người. Toàn quyền do thủ phủ đại nhân quyết định. Cái này là gừng trắng tự bào chế do Từ Bảo Trai quyên góp tặng cho sạp cháo của cung dương. Còn cái này là gừng trắng mà Phú Dương vẫn hay dùng vào sáng sớm. Phương thuốc có gừng giấm mà lệnh tôn nhắc tới không thể tìm thấy trong Phú Dương phủ, quá là sớm đã bị ngài lấy đi rồi. Tôi không tin cha sẽ làm hại người. Tổ tiên họ Khu chúng tôi năm đời cứu thế, bài học gia phong truyền từ đời này sang đời khác. Hơn nữa Thái Phi nương nương có ân với Khu gia chúng tôi, cha tôi sao có thể làm ra chuyện lấy oán báo ân được chứ? Đêm cha tôi bị Châu Thủy Sinh giam giữ, tôi đã đột nhập vào Phú Dương phủ, lấy bảo thuốc và gừng trắng giấm để tự đi điều tra. Vậy huynh điều tra ra gì rồi? Hai mẻ gừng trắng này đều được người dùng hùng hoàng hôm qua ngâm trong giấm, che lấp đi mùi của hùng hoàng, làm cho người ta không cách nào nhận ra được. Mà gừng trắng được hùng hoàng hôm qua này có chứa thạch tính, là một chất cực độc. Gừng giấm ở trong Phú Dương phủ và gừng trắng trong bả thuốc độc tính nhẹ hơn, sử dụng lâu dài mới gây tử vong. Hơn nữa khám nghiệm tử thi cũng không dễ kiểm tra ra. Còn loại gừng trắng Từ Bảo Trai cung cấp cho cung vương này độc tính cao hơn, nó nhất định phải dùng lượng lớn hùng hoàng hôm qua. Gần đây hùng hoàng bán chạy hơn cả gừng trắng. Đúng thế, Tết Đoan Ngọ năm ngoái cũng không bán chạy như thế. Đúng vậy, năm nay xảy ra chuyện gì thế?
đón lấy. Được. Khách quan đi thông thả, thông thả. Đi. Hai vị khách quan lạ mặt, xin hỏi tới các thuốc hay khám bệnh? Tiểu tứ. Đuổi theo. Đuổi. Không được lưu tình. Hai cung vương điện hạ, giải quyết bọn chúng. Để họ đi. Lăng công tử, sao vậy? Trúng một mũi tên. Mau qua đây. Nào. Đi lấy khăn nóng. Được. Tôi đi lấy hộp thuốc. Chịu đựng chút. Lăng công tử, cẩn thận, tên có độc. Nhìn mũi tên này có quen không? Với mũi tên giết Châu Thụy Sinh giống hệt nhau. Châu Thụy Sinh nhiều lần nhắc nhở bảo chúng ta đi kiểm tra thuốc. Sau đó anh ta bị mũi tên này bắn xuyên qua. Tấn công chúng ta trên đường, hung thủ thú nhận rằng hắn được cung vương chỉ thị. Đúng, cung vương. Ngay sau khi chúng ta vào Đồng Lăng Thành đã phát hiện vụ án Từ Bảo Trai dùng gừng độc hại chết các di dân. Từ Bảo Trai đáng chết, bí mật hạ độc trong gừng trắng, hại chết người dân Trì Châu chúng tôi. Thêm nữa, trong đội hộ tống cống phẩm, tôi tìm thấy bức mật thư trong gói hàng. Tất cả đều chỉ tới cung dương. Chuyện này xem thì có vẻ đơn giản. Chính bởi vì cung dương có giả tâm độc ác, ác độc giết phú vương để bản thân được kế vị, nhưng không đơn giản như thế. Bằng chứng quá mạnh, thường trong đó có mưu kế. Hai ngày nay tôi đã thám thính ở quanh Đồng Lăng. Dân chúng trong Đồng Lăng hết lời khen ngợi cung dương đã làm rất nhiều chuyện có lợi cho người dân chúng ở Đồng Lăng. Nếu nói
Cung Dương dùng gừng độc để hạ độc các nạn dân, thật sự không đáng tin. Không biết trong cung giờ sao rồi. Tình hình thế nào? Ninh Dương đang trên đường tới kinh thành. Thân Dương chưa được truyền chỉ, sẽ không được phép vào kinh thành. Hắn ta to gan thật. Bây giờ không biết bao nhiêu con mắt đang đổ về Đồng Lăng. Huynh nhà ta hiện không tiện lộ thân phận Lục Phiến Môn. Ngày mai lấy được thiếp của nhà huynh, chúng ta cùng Khu công tử đến cung Dương phủ. Đại bộ thượng thư, con trai của Lăng Hoài Ái, Lăng Nhược Hàn, mong được diện kiến cung Dương điện hạ. Không biết mặt mũi của cha tôi có đủ lớn không. Cung Dương điện hạ nhất định sẽ gặp. Lăng công tử, Lăng công tử, mời vào trong. Đi. Lần này nếu không nhờ sự trợ giúp đắc lực của hai vị đại nhân, chỉ dựa vào những mánh khóe nhỏ của bổn Dương, tuyệt đối không thể hạ gục được đám thân Dương đó. Đợi bổn Dương đăng cơ hoàng thượng, hai vị đại nhân sẽ là đại thần có công lớn. Không dám, không dám. Bổn Dương, à không, trẫm vẫn phải làm phiền hai vị đại nhân rồi. Vào thời điểm quan trọng, không được mắc bất kỳ sai lầm nào. Sau hôm nay, ta đảm bảo các ngài đời đời vinh hoa phú quý. Tạ ơn bệ hạ. Bắt lấy. Dân, các người lai vừa vào cái gì bắt trẫm? Bắt tôi. Thái tổ có lệnh, Thân Dương không triệu tập, không được vào kinh. Tới Tông Nhân Phủ một chuyến đi. Tông Nhân Phủ, Dương Hòa Thành, Tiêu Tử Phương câu kết với Ninh Dương, cũng dẫn đi luôn, giam trong nhà môn Tam Tư. Dân, đi. Đi.
tham kiến cung nhân điện hạ. Lăng công tử, Lệnh tôn có khỏe không? Bẩm điện hạ, gia phụ vẫn khỏe, đa tạ điện hạ quan tâm. Mai Thắng Tuyết quả nhiên tinh anh, xuất sắc như tương truyền, không thua đàn ông. Kiển đẹp rất biết dùng người, đó là may mắn của Đại Minh. Điện hạ quá khen, quả thực không dám nhận. Mai Thắng Tuyết còn nhiều ngốc nghếch, không dám nhận lời khen của cung vương điện hạ. Điện hạ phẩm giọng cao thanh, chúng tôi rất khâm phục. Khu công tử không hổ gia phong, là bàn tay thần của Hạnh Lâm. Khu Trọng Nho có một đứa con như cậu, quả là hạnh phúc. Cung vương điện hạ đại ân đại đức, làm gương cho người trong thiên hạ. Tử Phong ghi nhớ lời dạy, nhất định cố gắng học hỏi, trao dồi y thuật. Đứng dậy đi. Tạ điện hạ. Ba vị có chuyện gì chưa rõ, hãy nói cho bản vương. Dám hỏi cung vương điện hạ, tiểu tướng của Từ Bảo Trai. Ta lấy tên Lục Hạc Ông, kinh doanh Từ Bảo Trai. Đầu tiên là để cống hiến cho đất nước, hai là giải tỏa lo lắng cho người dân. Vài ngày trước, tiểu tứ được người giới thiệu tới cửa hàng của ta. Ta thấy cậu ta thông minh, có năng lực, là một nhân tài, nên giữ lại dùng. Không ngờ được cậu ta là gián điệp của Ninh Dương, làm hại một số di dân của Trì Châu. Tội lỗi không thể tha thứ. Ta đã phái người bắt cậu ta, rồi hộ tống tới kinh thành. Bản vương cũng có trách nhiệm, dùng người không rõ ràng, không điều tra gốc gác. Hổ thẹn. Cung vương điện hạ, mở rộng lòng từ bi đối với các di dân, chúng tôi đều thấy hết, khắc ghi trong tim. Cung vương điện hạ bị kẻ khác lừa gạt, đừng tự trách mình. Không biết trong kinh thành đang xảy ra chuyện gì, đốc từ đại nhân với thủ phủ đại nhân đã có sắp xếp, mong điện hạ yên tâm. Triệu đại nhân, bắt được rồi chứ? Đã bắt giải về tông nhân phủ rồi. Được. Lập tức quan nghênh tân hoàng thượng vào cung. Cung vương điện hạ nhân hậu như vậy, đó là may mắn của Đại Minh. Chỉ sợ trong triều sẽ bắt đầu có thay đổi từ bây giờ. Cho dù thế giới thay đổi như thế nào, tình thế thay đổi như thế nào, Lục Phiến Môn chúng ta vẫn tuân theo pháp luật, không bao giờ thay đổi.